gì rồi đúng không? Mẹ xem nào. Ôi. Thảo vương hết ở ngoài đây rồi. Ôi con làm vỡ bát à? Hả? Trời ơi. Từ từ từ. Con đứng im đây đây, mẹ xem nào, không lỡ không ai dám phải bên này. Lại vớ một cái bát nữa rồi. Thôi để mẹ quét cho. Mẹ xem nào. Xem nào, xem tay có việc gì không nào. Ừ. Xem tay có việc gì không nào. Chứ mang nồi ra là để làm gì đây? Con định cắm cơm cho mẹ à? Hả? Ngồi xuống đây. Ngồi xuống, giơ cái chân lên mẹ xem nào. Giơ cái chân lên. Chân. Này, đó, gạo dính đầy chân rồi. Chắc là ca lại muốn ra giúp mẹ cắm cơm có đúng không? Ừ. Con đang nhỏ thì làm sao mà con cắm cơm được? Cái bát nặng như thế rơi vào chân con thì làm sao? Ừ. Lên ghế đây ngồi nha. Lên ghế đây ngồi rồi để mẹ dọn nha. Ngồi lên đây. Ngồi lên đây nha, đừng có đi xuống nha. Nhưng mẹ kiểm tra lại nữa nào. Không việc gì cả. Ngồi im đây nha. Ăn là ngại rồi. Ngồi lên đây đi. Chắc là con định giúp mẹ cắm cơm đây. Nhưng mà cái gạo này hơi rồi. Cái này thì con lấy đấy, cái này để cho gà thôi. Gạo này để cho gà ăn. Ngồi lên đây đi. Chân thôi, khó chịu quá luôn thật. Ngồi im đấy, không phải giảm để dính vào chân của con nhá. Đấy, bố mất bao nhiêu là gạo này, lại còn vỡ một cái bát nữa. Này con đừng làm như vậy nữa nhá. Con đang nhỏ lắm, con không cầm được đâu. Riêng cái nồi là đã nặng rồi. Rồi cái bát nữa, cái bát nặng rồi lại cộng thêm gạo nữa. Đấy. Thôi đã đủ nào.
là đây mà xem gạo con làm đổ hết thế này đi ra đây. Lúc nãy làm vỡ thì mẹ có bới gì đâu. Đó. Đó, bốc gạo bỏ đây cho mẹ. Bỏ gạo vào đây. Bốc đây này. Bốc đây này. Ôi trời ơi. Ăn cơm mẹ đấy. Ngồi ngồi im đây rồi mẹ cắm cơm nha, để cho con ăn cơm nha. Này gạo rơi đầy như này. Đây giờ mẹ không hiểu là con đang giúp mẹ hay là con đang hại mẹ đang luôn đấy. Nhìn thấy mẹ đang dọn cái đồ con đang bày ra đây này. Tưởng đâu là giúp mẹ cắm cơm, cuối cùng là đổ hết gạo vào đâu. Lên ghế ngồi. Lên ghế. Rồi. Ngồi im đấy. Mẹ quét xong rồi mẹ cắm cơm cho mà ăn. Dính lắm rồi. Đi ngủ, nhanh lên. Rồi ra mẹ sẽ làm việc đây. Mẹ xem mẹ kiểm tra tay. Ngồi xuống, giơ chân lên. Rồi, đứng lên, đi. Đi nào, đứng tay. Rồi, đứng tay nào. Rồi, đi nào. Đi vào đây, đi ngủ. Lên đây. Rồi, nằm đây ngủ đấy, mẹ ở ngoài mẹ dọn nữa. Chứ cứ con cứ ở ngoài đất bắt đầu là mẹ cứ dọn đến đâu con này bày ra đến đất, mẹ hơi mẹ rất là mệt nha. Nằm ngủ nha, ngủ rồi mẹ cắm cơm, khi đâu được cơm mẹ gọi nha. Nằm đây ngủ đi.